Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mời quý vị chắp tay chúng ta lĩnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta học tiếp bài 5 kinh vô úy nhiễm. Hôm nay có thể chúng ta sẽ học hết luôn cái bài kinh này. Bài kinh này thì chúng ta học nhanh thôi. Cái điều mong muốn mà ác tiếp theo đó, đó là vị này sẽ mong muốn là từ tăng ni cho đến cư sĩ thì hãy tôn trọng, quý mến, rồi cung kính, cúng dường một mình ta thôi, chứ không có nên cung kính, cúng dường người khác. Thì đây là một cái mong muốn ác bất thiện. Bởi vậy ở trong tạng luật á, có một cái điều học như thế này nè, là không được gợi ý cúng dường đối tượng khác. Nó là như thế này nè. Thí dụ như một cái người Phật tử mà họ có tác ý là tôi sẽ cúng dường cho chư tăng, thì vị tỳ kheo không được, hoặc là bất kỳ một người nào cũng không có được tác động để họ đổi ý. Ví dụ như thôi cúng cho chư tăng chi, chư tăng đâu có xài, thôi cúng cho người khác đi, hoặc là cúng cho tôi, thì đó là một cái điều cấm. Hoặc là khi mà người cư sĩ họ đến chùa, họ nói là bây giờ con cúng, con xin cúng cho cái vị sư A, thì mình chỉ được nhận giùm thì được, chứ còn mình không thể nào nói thôi ông sư A ông không có xài, hoặc là ông sư A ông đi vắng rồi, thì thôi cúng cho vị khác cũng được. Hoặc là ông sư B đang bệnh ấy, ông bệnh trầm trọng, ông bệnh nặng lắm, thì thôi ông sư A ông xài cũng đâu có thiếu thốn gì đâu, ông sư B ông cần hơn, thôi cúng cho ông đi, là không được. Nhớ giùm nha. Khi mà người ta đã có cái chủ ý cúng cho người nào đó, thì mình không được phép gợi ý để họ thay đổi đối tượng, dù cho đối tượng đó là ai đi chăng nữa. Xin lấy ví dụ nha, ngay cả trong trường hợp này cũng không được nè. Ví dụ như người ta tới, người ta nói là thôi bây giờ con cúng cho ông sư B, thì mình không được nói ông sư B á, ông có tu hành gì đâu, ông dở lắm, ông không có tu, rồi ông cũng giàu lắm, ông không có thiếu ba cái này đâu, thôi đem cúng Phật đi, cúng Phật nhiều phước hơn, hoặc là cúng cho Tam Bảo đi, cúng cho Tam Bảo nhiều phước hơn. Cũng không được gợi ý như thế. Nhớ giùm nha. Chính vì lẽ đó đó, cho nên là Đức Thế Tôn mới đặt ra những cái quy định là mình không có được thay đổi cái đối tượng để mà mình cúng dường.
Nhưng mà trong trường hợp này thì được nè, người ta cúng dường cho mình như là tỳ kheo tỳ kheo Achitta, khi mà cúng dường bà Gotami cúng dường cái y đến cho Đức Thế Tôn thì như thế này là được nè. Đức Thế Tôn nói là thôi bà Gotami hãy cúng dường cái y này đến cho tăng đoàn thì cái đó được. Tức là cúng cho mình, mình không nhận thì mình có thể mình chuyển cho người khác được, chứ còn cúng cho người khác thì mình không được tác động đến. Có một lần hôm bữa ông sư ông đến ông xin giùm là có ông sư kia ông cần cái món đó đó, thì sư hoan hỷ thì sư cúng dường, thì sư mới mở cái trang bán hàng lên, nó có một loạt cái danh sách những cái món hàng á, sư mới chọn một món, sư hỏi cái món này được không. Ông sư bạn nhìn, chà dữ gì hả, thì cái món đó giá đó thì vị này cũng phải đồng ý, không có dám, cũng ngại, thứ nhất là nói mua thêm thì nó mắc tiền quá, còn nhưng mà cái trong cái luật á là không được hạ thấp cái giá đó xuống. Thí dụ như cái món đó giá 500.000 đi, thì vị này một là nói thôi bây giờ sư thêm tí, tức là thêm 600-700 thì được, nhưng mà không nên nói thôi cái món 500 mắc lắm, sư kiếm cái món là 450-400 thôi, là không được. Nhớ nha. Trong cái giới của Sa Di á, nó có một giới là không được làm tổn hại những cái tài sản lẽ ra là được dâng đến các vị tỷ kheo đó. Hồi nãy có một ý sự tính nói là như thế này nè, là trong một lần á, Chư Tăng sau khi mà đi kết thúc cái kết thúc 3 tháng an cư, Chư Tăng chuẩn bị đi, thì sau khi mà Chư Tăng đi á, Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nán lại để mà Ngài nhận những cái vật phẩm cúng dường. Thì một số các cái vị tỷ kheo phàm không biết chuyện thì mới phàn nàn nói là Ngài Xá Lợi Phất đã là tăng trưởng thì đâu có thiếu thốn cái gì mà phải ở lại nán lại để chờ người ta cúng dường, thì như vậy không có nên. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nói là tôi nán lại không phải là để chờ người ta cúng dường cho tôi, mà bởi vì có một số Phật tử họ hứa cúng dường cho các vị tỷ kheo nhập hạ ở đây, và tôi muốn là để nhận rồi đưa đến cho các vị đó, làm cho các vị đó không có bị mất mát. Hoặc như trường hợp là Ngài Ananda, trong luật nha là vị tỷ kheo không có được giữ cái y mà không có xài, tức là y mình mà mình cất chứa trong kho mình không xài là không có được. Thì Ngài Ananda, Ngài lần đó đó Ngài phát sanh cái y rồi Ngài mới suy nghĩ là cái y này mình nên cúng đến cho Ngài Kassapa. Thì Ngài mới nhưng mà cái luật là như thế, cho nên là Ngài Ananda mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi là bây giờ Ngài Kassapa đó còn bao lâu nữa thì tới. Ngài Ananda nói là bạch Thế Tôn là còn khoảng 10 ngày nữa đến. Đức Thế Tôn mới nói như vậy đó thì Như Lai cho phép giữ y phụ trội không quá 10 ngày. Cho nên là nói gì đến cái chuyện là quý mến, tôn trọng, cung kính. Nó kỳ. Chứ còn mấy ông sư, các ông thầy, mấy vị tu sĩ thì nó đôi khi nó cũng giống như ở đời vậy thôi. Thí dụ như ở đời mình có khách hàng
Thì thí dụ như là khách hàng có một cái quán, một cái tiệm nữa, họ mở kế bên, thì cái lượng 50 khách hàng, cái lượng ở cái khu đó có bao nhiêu đó người thôi. Thì nếu như mà một cái cửa hàng họ mở kế một bên, thì có phải là cái lượng khách hàng của mình á sẽ chảy bớt qua bên cho cái tiệm kế bên không? Thì có đôi khi mình không có vui. Ở đời là như thế, nhưng ở đạo thì không nên như vậy. Vì tỷ kheo không có nên có cái suy nghĩ là những cái người cư sĩ đến hộ độ cho ta đó, mà bây giờ gặp một vị tu sĩ khác, rồi họ đến họ hộ độ cho vị đó, thì như vậy ta sẽ mất đi lợi nhuận. Thì không nên cư xử như thế. Bởi vì ở trong chú giải Pháp Cú có nhắc đến một cái trường hợp, sư nhớ là sư cũng kể rồi, là có một vị A-la-hán đến một cái ngôi chùa ở trong cái chú xứ đó. Cái vị trụ trì á, thì nhận, rồi cái người mà đại thí chủ á, khi đến ngôi chùa thấy vị A-la-hán thì vị này rất là hoan hỷ và mời thỉnh vị A-la-hán này đó là ngày hôm sau hãy đến, rồi con bố thí, rồi con cúng dường. Thì cái vị trụ trì mới nổi cái lòng ganh tị. Ganh tị là cái ông sư này mới tới mà ổng gọi là ổng hẳn cái tay trên cái người đại gia thí chủ của mình. Rồi nếu như mà ông này ổng ở đây đó, thì người ta, cái ông tay đại gia thí chủ này sẽ hộ độ ổng, không có hộ độ mình nữa, như vậy mình sẽ bị thiệt hại. Thì buổi sáng ngày hôm sau á, vị trụ trì á, mới gõ chuông, gọi là búng ngón tay vô cái chuông á, búng ba cái rồi vị này đi. Tại vì theo luật á, là phải gõ chuông để mà thỉnh chư tăng đi đi bát. Thì vị này thay vì gõ chuông, sợ gõ tiếng chuông cái ông sư mới tới đó, ổng nghe chuông ổng thức, cho nên vị này dùng ngón tay búng ba cái vô cái chuông, gọi là cho có, rồi sau đó đi. Nhưng mà vị trụ trì này không biết chuyện là tối ngày hôm đó vị A-la-hán biết cái tâm của vị trụ trì, cho nên vì tránh cho cái vị này á tạo ác nghiệp, cho nên là vị đã bỏ đi rồi. Nhưng vị trụ trì này vì cái sự ganh tị bỏng sẻn, cho nên là vị này đi đến nhà thí chủ hỏi là bạch ngài, cái vị sư khách ngày hôm qua đâu rồi? Vị trụ trì mới nói là tôi gõ chuông rồi mà ổng không có dậy, chắc có lẽ là ổng ngủ nướng. Thì người cư sĩ, cái tay đại gia thí chủ mới nghĩ là dạ, chắc có lẽ là vị này đi mệt á, cho nên là dậy trễ. Thôi con thỉnh ngài ngày ăn đi, ngày dùng bữa xong rồi, con thỉnh ngài đem một bát về để cho cái vị sư khách có để mà dùng. Đồ ăn rất là ngon. Vị trụ trì trên đường về đó mới nghĩ là ta mà đem cái bát đồ ăn ngon như vậy mà đem về, ổng ăn được là ổng sẽ ở lại nữa. Cho nên là vị này mới đổ vào một đống lửa, đốt cho nó trụi đi, vùi xuống đống tro đó. Rồi vị này bỏ về. Thì chính bởi vì cái nghiệp đó cho nên là vị trụ trì này đó chết đọa địa ngục trong một khoảng thời gian rất là dài. Rồi đến khi mà đến thời Đức Phật Gotama của mình, vị này sanh trong một cái làng chài, mà kể từ lúc bà mẹ mang thai là cả cái ngôi làng đó nó nghèo mạt rệp, không cách chi ngóc đầu lên nổi. Người ta mới chia đôi ngôi làng ra, thì một nửa ngôi làng á có bà mẹ, một nửa ngôi làng không có bà mẹ. Thì cái nửa ngôi làng nào mà không có bà mẹ đó thì làm ăn lên trở lại, còn cái nửa mà có bà mẹ là lại tiếp tục nghèo. Người ta mới chia nữa, rồi chia riết, chia cho đến cuối cùng lòi ra cái gia đình bà này. Thế là đuổi ra khỏi làng. Và cho đến khi bà mẹ bà đẻ ra cái đứa con, tức là cái vị trụ trì năm xưa, thì cũng rất là nghèo khổ, không biết no là gì, lúc nào cũng đói hết trơn. Đi xin ăn người ta cũng không có cho mà.
Rồi cho đến khi mà bà mẹ chịu hết nổi, nó thôi bây giờ con lo phần con, má lo phần má, chứ còn má nuôi con hết nổi rồi. Thì khi mà bỏ đứa con ra thì bà má được người ta cho ăn uống no trở lại, tức là làm ăn bình thường trở lại. Còn cái vị này thì sống một cái cuộc đời nghèo khổ, không biết no buổi nào hết. Khi mà vị này gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất vì lòng bi mẫn mới nói, thôi bây giờ con không ấy, con xuất gia đi, con xuất gia với thầy đi. Thì vị này cũng dạ, rồi vị này xuất gia với Ngài Xá Lợi Phất. Mà nó lạ một chuyện là khi mà đi đi bát á, thì nếu như mà vị này đi cuối thì người ta đặt bát, người ta phát thẻ đó, người ta phát từ đầu đến cuối, tới hồi hàng cuối cùng là hết hết đồ rồi. Còn nếu mà vị này đứng ở đầu á, là người ta sẽ phát từ đuôi lên đầu tới vị này là hết. Còn vị này đứng ở giữa, người ta phát từ hai bên trở vô tới vị này là cũng hết. Còn mà cái chỗ nào mà đồ ăn dư giả đó, thì do cái nghiệp của vị này, cho nên là người ta nhìn vào thấy cái bát của vị này á, nó đầy tràn rồi, cho nên là người ta chỉ bỏ vài muỗng vô cho nó có lệ thôi. Thực tế cái bát của vị này là bát rỗng, không có cái gì hết, nhưng do cái nghiệp á, nó làm cho người ta bị che mắt đi, người ta chỉ bỏ vài muỗng cho có. Thành ra là cả một đời tu vị này cũng không biết no là gì, chỉ có không có chết đói thôi, chứ còn mà no thì không biết no là gì. Và đương nhiên sau này vị này cũng chứng đắc thánh đạo thánh quả. Khi mà vị này gần viên tịch á, Ngài Xá Lợi Phất vì lòng bi mẫn với người học trò, phải nói sư đọc cái đoạn này mà sư muốn khóc luôn á. Ngài ôm bác đi khất thực. Rồi khi mà Ngài về á, Ngài ôm cái bác, Ngài để trước mặt người đệ tử, nói con ăn đi con. Thì cái người đệ tử nói, làm sao thôi, Ngài để cho con tự con ăn, chứ Ngài bưng bát gì làm sao con dám ăn. Ngài Xá Lợi Phất nói, không con, ta mà bỏ tay ra một cái là cái nghiệp của con sẽ làm đồ ăn biến mất ngay. Cho nên ấy, con cứ ăn đi, thầy bưng bát cho con ăn. Thì người đệ tử mới ăn, và nhờ cái phước của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trấn cái nghiệp của vị này. Cho nên là lần duy nhất và cuối cùng ở trong đời mà vị này được ăn no, và sau đó viên tịch Niết Bàn. Quý vị thấy kinh khủng như vậy. Ở đời á, mình ganh tị nha, mình ganh tị với cái chuyện là được quý mến, được tôn trọng, được cung kính, được cúng dường, nó không có bao nhiêu cái để mà đáng nói hết trơn á. Nhưng mà trong đời sống tu sĩ á, mà mình vướng vô mấy cái này nha, mình đi địa ngục miệt mài, rồi đời sau kiếp khác mình không biết no là gì, mình không biết tài sản là gì, mình nghèo với lòng nghèo mạt rệp. Do đâu? Do mình đụng đến tăng. Thành ra cái mà đụng đến tăng nó kinh khủng lắm. Đợt rồi có một Phật tử họ nói với sư là bà chị của con á, con gửi tiền về, con nhờ bà chị con cúng chùa, mà bà chị con rốt cuộc là lấy tiền cho người khác chứ không có cúng chùa. Giờ con phải làm sao? Cái nghiệp bà chị con nặng không, con phải làm sao? Thì sư mới trích dẫn cái câu chuyện ra như thế. Và sư nói cái nghiệp nó nặng lắm, nó nặng không tưởng được. Bây giờ quý vị mà muốn, thì muốn gọi là khắc phục hậu quả đó, thì phải làm sao đó cho bà chị á, nhẹ nhất nha, nhẹ nhất là lấy đúng cái số tiền mà năm xưa mà mình thay vì cúng chùa mình đem cúng cho người khác á, lấy số tiền đó cúng lại cho chùa và sám hối. Nhưng chưa hết chuyện đâu, nó chỉ giảm nhẹ tội thôi, chứ còn nếu như mà muốn gọi là khắc phục á, thì phải như trường hợp vua Bá Xê Na Đí. Là có lần á, nhà vua hứa là sẽ cho một cái người phụ việc chùa đến giúp đỡ một vị sư. Nhưng mà do bận bịu cái công việc quốc gia đại sự cho nên quên.
tới hồi nhớ ra đó thì mới hỏi là chẩm quên như vậy quên bao nhiêu ngày rồi. Thì hình như là xin nhớ không lầm là quên 100 ngày. Thì vị vua mới gửi 100 người đến bù vô. Tức hồi xưa hứa một người thôi, nhưng mà đã trễ 100 ngày cho nên là 100 người vô để mà bù. Thì mới xây lên cái ngôi làng mà sau này nói là cái làng cư sĩ hộ độ. Cho nên nếu như mà mình gọi là khắc phục hậu quả là mình phải tính ngày. Tức là từ cái ngày mà lẽ ra mình cúng cho chùa đó cho tới bây giờ là bao nhiêu ngày rồi, rồi mình nhân lên. Thì nó quá khả năng, sư tin là nó quá khả năng. Cho nên là sư nói là thôi, nếu mà được thì hồi xưa mình hứa bao nhiêu thì bây giờ để cho cổ bù lại bấy nhiêu thôi. Cho nên á, cái gì cái chứ còn đụng vô tăng thì nó ghê gớm. Bố thí cho tăng phước vô lượng. Còn mà mình làm cho tăng bị mất tài lộc á, nghiệp cũng vô lượng vô biên nha. Rồi chính bởi vì như vậy cho nên cái mong muốn này nè là cái mong muốn ác là như thế đó. Nó đưa trực tiếp đưa cái người đó đi xuống các khổ cảnh. Rồi cái mong muốn ác tiếp theo là chỉ ta có được tứ vật dụng thượng hạng. Thì ở trong các cái pháp gọi là tri túc á, thì nó có một pháp tri túc như thế này nè, là biết cái vị trí của mình như thế nào mà xài cái vật tương xứng như thế đó. Nghĩa là có những thứ mà các cái bậc trưởng lão xài được, mình không được xài. Sư lấy ví dụ như các thầy thuộc hệ phái phát triển đi. Có cái trượng á, sư nhớ là có cái trượng thiền á, gọi là cái nghi trượng, trong những cái lễ lớn thì các vị đại lão hòa thượng là vị đó mới cầm. Thì cái trượng đó thì không thể nào mà một vị thầy bình thường mà mình dám mình chơi, mình vớt cái trượng đó mà mình đi đâu, mình đi tới đi luôn, mình chống cái trượng đó, nhìn nó không có được. Thì ở bên Phật giáo Nam truyền thì cũng có một cái món tương tự như vậy, là cây quạt á. Quý vị thấy là những cái vị Tam Tạng nè, rồi những cái vị hòa thượng lớn, thì các vị đó sẽ có một cây quạt đó, các vị đó cầm. Thì có những cái loại quạt á là chỉ dành cho các vị trưởng lão, mà mình không có chơi, mình chơi ngông, mình cầm cái quạt đó lên, mình ngồi thuyết pháp, mình cầm cái quạt đó mình phe phẩy là mình chết. Cái đó là mình không có biết tri túc, không có biết cái chỗ của mình. Hôm bữa trước sư có nói cái vụ mà đi khất thực về thì vị trưởng lão vị đó sẽ được chọn cái đồ ngon nhất. Một số vị không hiểu thì có thể là nghĩ là chỗ sau ông mấy ông chê lớn, ông chê láo, thì không phải. Tức là cái vị mà trưởng lão, cái vị lớn á, thì vị đó nên được cái phần ngon nhất nha. Rồi ngay cả các cái món vật dụng còn lại, y phục thì cũng nên được cái món y phục tốt nhất. Rồi cái chỗ ở thì cũng nên được cái chỗ ở tốt nhất. Chứ mình không thể nào nói tôi là Tam Tạng Pháp Sư nè, tôi là pháp sư, tôi là thiền sư, tôi là tùm lum sư, tôi phải ở cái chỗ ngon nhất, thì không có đúng như vậy. Theo luật ấy, khi mà một cái món gì đó phát sanh đến chư tăng, nếu như chư tăng á không có dùng cái phương pháp gọi là bốc thăm thì sẽ phân từ trên xuống dưới. Thí dụ như có một cái bát, người ta cúng một cái bát đến cho chư tăng, thì đầu tiên á, là sẽ ưu tiên cho vị nào cái bát mà bị hư hỏng thì vị đó được đổi. Còn nếu như mà không có vị nào hư hỏng á, thì sẽ ưu tiên cho vị trưởng lão, được coi như là vị lớn nhất. Nếu vị trưởng lão không lấy với truyền xuống cho cái vị nhỏ hơn
rồi cứ truyền xuống miết cho đến cái ông cuối cùng á. Thì nếu như không có trong giữa đường đó không có ai lấy, thì khi đó cái vị cuối, vị nhỏ hạ nhất, vị đó mới được quyết định là có nhận hay là không. Chứ không phải là mình cứ muốn cái gì ngon là mình xài, thì cái đó không đúng. Cho nên ở đây cái chuyện mà chỉ có một mình ta mà được tứ vật dụng gọi là xịn nhất, ngon lành nhất, thì đây là một cái mong muốn ác. Ở đây thì có một đoạn như thế này ở trong kinh: khi mà mình chưa có đoạn trừ những cái mong muốn ác bất thiện như thế này, thì dù cho mình có là vị thực hành hạnh đầu đà, tức là vị ở trong rừng nè, vị đi khất thực từng nhà nè, vị ăn một bát nè, vân vân, thì cũng không được các cái bạn đồng tu yêu mến, kính trọng nha, cúng dường, không được. Còn nếu như mà mình không có những cái mong muốn ác bất thiện này á, thì dù cho mình không thực hành đi chăng nữa, thì mình vẫn được các cái bạn đồng tu yêu mến. Ở đây có một cái ví dụ là giống như một cái bát đẹp nha, một cái bát đẹp rất là đẹp. Rồi khi mà mình bưng cái bát đi, người ta hỏi: ồ, trong cái bát nó có cái gì? Rồi khi mà mình mở cái bát, giống như bây giờ mình có cái bát sành, bát sứ đựng cái đồ coi như là nó rất là đẹp đi, người ta hỏi: ồ, trong đựng cái gì mà nhìn nó đẹp dữ vậy? Khi mà mình mở nắp bát ra, người ta nhìn vô: xác chuột chết, xác rắn chết, xác chó chết. Thì xin thưa là người ta nhìn vô người ta sẽ gớm. Mà trong kinh nói đó, coi như là cái người họ đói thì họ cũng muốn nôn mửa, họ không có muốn ăn, chứ đừng nói chi là người no. Thì cũng giống như vậy đó, cái người mà nuôi dưỡng những cái tâm mà bất thiện như vậy, không có sự cảnh giác, cái chuyện mình có ô nhiễm hay không cũng không biết đó. Thì dù cho người đó có biểu hiện như là một người thực hành các cái hạnh đầu đà đó, thì chư tăng cũng không có tôn kính, không có cúng dường, không có quý mến vị đó. Cho nên ý nghĩa của cái đoạn này là quan trọng cái chất lượng mình tu tập như thế nào, chứ không phải cái hình thức của mình như thế nào. Dù cho mình có chui vào trong rừng, mình sống ở trong rừng, mà trong bụng của mình đầy rẫy những ô nhiễm, mình không biết là mình có ô nhiễm hay là mình không ô nhiễm, thì cho dù mình có vào trong rừng, mình diễn như thế nào đi chăng nữa, thì các cái bạn đồng tu cũng không trách chi mà tôn kính mình được. Còn mà giống như một cái bát á, cho dù cái bát đó nó cũng không có đẹp mấy, không có đẹp, đẹp hay không đẹp đi chăng nữa, nhưng mà khi mà người ta hỏi: ủa, cái bát anh bưng cái gì vậy? Thì bên này mở cái bát ra, thì trong đó đựng toàn là đồ ăn hảo hạng. Thì như thế, cho dù là cái người mà đang no, thì họ cũng muốn, họ cũng thèm ăn, chứ đừng nói chi là người đói. Cho nên đối với một người mà vị đó, cái lòng của vị đó, trong tâm của vị đó không có chất chứa những cái mong muốn ác bất thiện, và vị đó có sự cảnh giác đối với cái giới hạnh của mình, thì cho dù vị đó không có ở trong rừng, vị đó ở phố thị đi chăng nữa nha, vị đó không có thực hành 13 cái hạnh đầu đà, thì vì đó vẫn được các cái bạn đồng tu yêu mến. Từ lúc bây giờ đó, ngài Moggallana, tức là ngài Mục Kiền Liên, mới 8 tháng ngài Xá Lợi Phất, giống như là ngài đọc được cái tâm của các vị tỷ kheo,
mà Ngài đã thuyết nên một cái thời pháp rất là hợp thời. Cũng giống như một cái người thợ đóng xe mà có một cái vị Bà La Môn ngoại đạo đứng kế bên. Cái vị Bà La Môn ngoại đạo này nè, cũng mà từng làm nghề đóng xe rồi, cho nên khi nhìn anh thợ, vị này mới suy nghĩ là hãy gọt chỗ này, hãy đẽo chỗ kia. Thì cái người thợ họ cũng làm y chang như vậy, họ cũng gọt chỗ này, họ cũng đẽo chỗ kia. Thì vị Bà La Môn mới tán thán là chà, chắc có lẽ là cái anh thợ này ảnh đọc được tâm của mình hay sao á, mà ổng gọt đúng như ý của mình. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cũng tán thán Ngài Xá Lợi Phất y như vậy, là sư huynh giống như biết được tâm của các vị tỷ kheo mà sư huynh nhắc nhở thì nó rất là quý. Bởi vì sao? Bởi vì mà khi sư huynh nhắc như vậy á, thì những vị mà có lỗi, những vị mà có những cái ác này á, thì các vị đó sẽ ý thức được và giật mình tỉnh ngộ và đi đến sự nỗ lực diệt trừ những cái cấu uế. Còn những vị mà không có những cái này á, thì các vị đó sẽ hoan hỷ. Bởi vì sao? Thứ nhất là bản thân các vị này á, không có những cấu uế đó. Cái thứ hai là nhờ nhắc nhở như vậy á, cho nên là cái môi trường sống nó sẽ trong sạch hơn. Nhờ những cái vị mà ác á, các vị đó biết thay đổi. Quý vị biết là trong nhiều bài kinh, khi mà thuyết xong thì có một số trường hợp các vị, nhiều vị tỷ kheo hoàn tục, do các vị đó nhắm không có thọ được, không có giữ được cái đời sống phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc, cho nên là các vị đó do cái sự tàm úy và cái sự hổ, tức là hổ thẹn và ghê sợ với tội lỗi, cho nên các vị đó hoàn tục. Mà nhờ như vậy á, nhờ như vậy, thứ nhất là sẽ giúp cho chính bản thân các vị hoàn tục đó tránh cái chuyện là tiếp tục ở trong tăng đoàn với một đời sống ô nhiễm, đưa đến cái chuyện là đọa lạc sau khi thân hoại mạng chung. Cái thứ hai là giúp cho những vị còn lại được sống trong một cái môi trường trong sạch. Quý vị không có tưởng tượng được là cái sự kiện này nó lợi lạc biết chừng nào đâu. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói: ở đâu này các tỷ kheo, các vị tỷ kheo ác vượt trội, thì khi đó đó các vị tỷ kheo hiền á sẽ bị chèn ép. Và như vậy dần dần á, giáo pháp ở nơi đó sẽ đi đến sự tiêu hoại, do các vị tỷ kheo ác được thế, còn các vị tỷ kheo hiền thiện bị thất thế. Từ đó sẽ có sự trục xuất những vị tỷ kheo hiền thiện, và giáo pháp sẽ đi đến sự hoại diệt. Còn ở nơi nào này các tỷ kheo, các vị tỷ kheo hiền thiện được thắng thế, thì khi đó các vị tỷ kheo ác bị thất thế. Như vậy sẽ có sự trục xuất các vị tỷ kheo ác. Nhờ như vậy đó, giáo pháp được duy trì. Cho nên những cái bài kinh như thế này nè, mang tác dụng thanh lọc tăng đoàn. Thì những cái vị mà còn có thể sửa được thì các vị đó sẽ sửa. Còn những vị mà không sửa được thì các vị đó sẽ hoàn tục. Ở trong Tương Ưng thì có nhắc đến một nhóm 4 vị tỷ kheo. Khi mà thân hoại mạng chung thì sanh làm cái chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên,
làm bốn vị phu khuân kiệu, bốn vị trời nha, nhưng mà bốn vị trời này khuân kiệu cho một cái cô tiên. Thì một vị tỷ kheo đi lên và gặp cái cô tiên này nè, đi ngồi trên kiệu có bốn người khiêng như vậy đó, mới hỏi là cái cô tiên này đời trước đã làm cái phước gì mà được cái nhiều cái quả như thế. Cô tiên cũng mới trả lời là hồi xưa con cũng không làm gì nhiều, con chỉ có thường xuyên con cúng dường bốn vị sư ở gần chùa, ở gần nhà. Thì tới hồi con mệnh chung á, thì con sanh làm tiên nữ, còn bốn vị sư kia do thiếu tu dở quá cho nên bây giờ lên khiêng kiệu cho con. Thì khi mà nghe như thế thì bốn vị này có cái lòng xấu hổ. Thì ba vị ngay lập tức khi mà được nhắc như thế, ba vị ngay lập tức nhớ đến cái thời quá khứ, cái kiếp quá khứ mình đã tu tập như thế nào, và ngay lập tức các vị đó quay trở lại tu liền theo bát chánh đạo, tu chỉ quán. Và sau đó có vị thì chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì đương nhiên chứng thánh rồi đâu có khiêng kiệu nữa. Có vị thì mệnh chung và sanh về cái cõi trời cao hơn. Nhưng còn một vị thì mèo vẫn hoàng mèo, cốt khỉ vẫn hoàng cốt khỉ, cứ tiếp tục làm phu khuân kiệu. Cho nên sư kể là để nhắc cho nhớ là ngay cả cái vị tỷ kheo mà tu á, mà tu không đàng hoàng là coi chừng mai mốt lên khuân kiệu cho người ta. Mà ở Phật giáo phát triển thì có cái câu là tu không khéo là đời sau mang lông đội sừng, thì nó cũng mang cái ý nghĩa tương tự như vậy. Bây giờ sư qua cái phần mà phân tích từ ngữ ha. Thì ở đây cái uế nhiễm thì nó là ba, nó xuất phát từ ba, tức là tham, do tham, do sân, do si mà mình có các cái hành động ở trên. Tức là những cái mong muốn ác nãy giờ mà từ hồi bữa trước mà mình học tới bây giờ á, thì nó xuất phát từ cái gốc của tham, sân và si, cho nên á, nó đưa đến sự uế nhiễm. Còn trong cái đoạn là đoạn kinh á, cũng vậy, này hiền giả, người nào mà đang có cấu uế nhưng không biết như thật rằng có cấu uế bên trong ta, điều này sẽ cho người ấy sẽ không khởi lên ý định, không cố gắng, không nhiệt tâm để đoạn trừ cấu uế của mình. Người ấy sẽ mệnh chung với tâm nhiễm ô, có tham, có sân, có si, có cấu uế. Thì cái từ cũng vậy á, ở trong chú giải có nói như thế này nè: nếu mà vị tỷ kheo không có nhận thức được cái tình trạng ô nhiễm của bản thân, thì khi vị đó phạm giới, vị đó không biết là mình phạm giới, rồi từ đó vị đó có thể phạm các cái giới nhỏ như là tác ác, như là ưng đối trị, ưng xả đối trị, rồi đến những cái giới cao hơn như là tăng tàn, và thậm chí là phạm bất cộng trụ. Nhưng vị đó không ý thức được chuyện đó. Có những vị đó, vị đó thí dụ vị đó phạm giới, nhưng mà một là vị đó không có học hành gì hết, hai là vị đó không có ý thức thường xuyên về cái giới hạnh của mình, cho nên là vị đó phạm giới, vị đó không biết được. Nói như vậy nè, cái này là một vị hòa thượng, một vị hòa thượng kể. Có một vị thầy ở cái ngôi chùa làng, mà quý vị biết cái ngôi chùa làng thì thường thôi thì không có cái lễ nghi, cái nền nếp như là mình, cho nên là
ngôi chùa, ở ngôi chùa làng thì mấy thầy với lại cư sĩ thì tiếp xúc nó thân mật lắm. Thì ở trong đó thì có một cái cô cư sĩ cũng Phật tử, cũng thường lui tới chùa để công quả. Rồi lui tới sao thì hai anh chị lui tới với nhau trong phòng luôn. Thì xong chuyện rồi đó, vị này mới lên quỳ lạy hòa thượng và hỏi hòa thượng giờ có cách nào gỡ không. Hòa thượng nói thua, ông về gỡ sao được, thì chỉ có gỡ y thôi chứ còn đâu có gỡ tội được. Cái vấn đề ở đây là nếu như mình không có học kỹ về cái giới luật, rồi mình không ý thức được cái tình trạng của mình á, thì mình có thể phạm giới mà mình không biết là mình phạm giới, rồi mình sẽ mệnh chung với một cái giới hạnh ô nhiễm. Đó là lý do sư nói rất là nhiều lần là nhiều vị tỷ kheo á, các vị đó vẫn giữ cái thói quen sám hối mỗi ngày, đặc biệt là sám hối trước khi đi ngủ và sám hối trước khi đi khất thực. Đó là hai thời điểm vị tỷ kheo thường hay sám hối. Bởi vì vị đó tránh, thứ nhất nè, là vị đó tránh cái chuyện là mình ngủ rồi đó không có dậy được, thì khi đó mình có chết thì cũng chết trong cái giới hạnh trong sạch. Cái thứ hai là mình lỡ đi khất thực, đi ra ngoài đường rồi xe nó tông, rồi hoặc là mình bị tai nạn, mình chết bất đắc kỳ tử, thì mình cũng có thể chết trong cái giới hạnh trong sạch. Đó. Thành ra là đôi khi những cái vị sư mà khi bị bệnh, những vị mà những các thầy các sư khi bệnh mà gửi về nhà, thì sư nói thiệt nhiều khi sư cũng lo. Sư lo là sư lo như vậy nè, rồi lỡ mà bệnh nặng không qua khỏi á, làm sao chư tăng tới kịp. Chư tăng tới, xin thưa các sư với nhau, thì chư tăng tới không phải là để tụng kinh cầu an cầu siêu, không phải. Mà chư tăng đến thăm một vị sư mà bệnh, mà nhắm bệnh không qua khỏi á, là để chi? Để vị đó sám hối. Cái mục đích sám hối ở đây không phải là do vị đó có lỗi hay không có lỗi, mà để cho vị đó chắc chắn một chuyện là trước khi tôi ra đi, giới hạnh của tôi trong sạch. Đó, đây là cái sự kiện rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mệnh chung á, mà giới hạnh ô nhiễm là mình đi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nó không có đơn giản. Ở trong Tương Ưng có nhắc đến một con rồng. Con rồng này đó, nó cõng một cái con, nó cõng cái cô long nữ ở trên lưng để mà nó đố người ta, đố nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cái mục đích nó đố á, là để dò coi là chừng nào mà Đức Phật xuất hiện. Nó là như thế này nè, là ở kiếp quá khứ con rồng á, là một vị tỷ kheo. Trong một lần khi mà vị này trượt chân á, xuống dưới con sông, thì vị này vô tình thì vị này chụp cái cây á, thì nó làm đứt lá ở trên đó. Mà trong giới luật á, là vị tỷ kheo không được làm đứt lá, không được ngắt lá tỉa cành. Mà trong suốt cái thời gian mà vị này ở trong rừng, vị này không gặp được vị tỷ kheo nào khác để sám hối, cho nên khi mệnh chung, vị này sanh làm con rồng. Thì vị này rất là hối tiếc cái chuyện là mình không thể sám hối được trước khi chết, để mà mình tu biết bao nhiêu lâu rồi, mà để cuối cùng chỉ bởi vì một cái lỗi như thế mà mình không sanh được làm người, mình phải sanh cái thân rồng. Rồi bây giờ mình làm súc sanh như thế thì chừng nào mình mới gặp chánh pháp bây giờ. Cho nên con rồng á, nó mới nghĩ một cách là khi mà nó đẻ con ra đó,
thì con gái thì là long nữ, thì nó mới cõng cái đứa con của nó là long nữ ở trên lưng, thì long nữ mới đố thiên hạ đi qua sông, thì ai đi ngang qua nó cũng đố một cái câu như thế. Thì rất là lâu dài, rất là nhiều kiếp đã trôi qua mà cũng không ai giải thích được. Bởi vì cái câu đó chỉ trong thời kỳ có giáo pháp của một vị chánh đẳng giác thì người ta mới giải được cái câu đố đó thôi. Còn khi mà không có giáo pháp của vị chánh đẳng giác thì không ai biết câu trả lời hết. Cho đến một hôm một cái người cư sĩ khi mà đi đến một cái dòng sông, thì Đức Thế Tôn biết cái nhân duyên á, cho nên là dạy cái anh này một cái câu trả lời. Thì khi anh này đi đến bờ sông thì long nữ xuất hiện, long nữ đố anh này dựa y chang như là cái câu Đức Phật dạy ảnh trả lời. Và thế là Long Vương biết là chánh pháp đã xuất hiện lại ở thế gian. Và thế là Long Vương mới hóa thân người đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và kể lại đó, hồi xưa ở thời Đức Phật Kassapa, con là một vị tỷ kheo mà do cái lỗi như thế đó, cho nên con không mang được cái thân người. Để mà bây giờ gặp giáo pháp con không tu được. Tu được nhưng mà không có chứng đắc gì được. Thì Đức Thế Tôn mới dạy cho cái con rồng đó pháp để trở thành loài người. Đó là gì? Đó là giữ bát quan trai giới. Khi mà nỗ lực giữ bát quan trai giới thì sau khi mệnh chung, nếu như mong muốn thoát khỏi thân rồng được mang thân người thì sẽ được làm thân người. Thì cái sự mệnh chung với tâm ô nhiễm là như thế này nè. Khi mà mình cận tử thì nó sẽ có các cái cảnh nó xuất hiện. Một là cái cảnh mà do các cái hành động, các cái nghiệp mà mình làm trong cái kiếp bình sinh nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như một vị làm cái nghề mà mổ heo, thì đến khi chết thì cái cảnh mà người này mổ heo sẽ xuất hiện. Còn cái người mà thí dụ như là đánh cá đi, thì khi chết cái chuyện họ thường làm nhất là cái chuyện họ đánh cá, thì nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của vị đó. Thì nếu như mà thường ngày mình làm những cái chuyện thiện thì cái cảnh thiện nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như có người thường xuyên bố thí thì cái cảnh mà cận tử của họ, họ sẽ nhớ lại cái việc mà họ đi bố thí cúng dường. Cho nên đôi khi thì sư vẫn thường hay khuyên Phật tử, bây giờ nè, đang trong cái mùa dân y á, thì đi dân y các chùa đi. Cái phước dân y nó rất là lớn và nó sẽ là một cái ấn tượng tâm lý rất khó phai. Thì khi mình có cái ấn tượng tâm lý như thế đó, đến khi mình mệnh chung á, mình sẽ dễ dàng nhớ lại hồi xưa mình đã đi dân y các cái chùa. Thì nhờ như vậy đó, cái cảnh mình là cảnh tốt, mình sẽ đi lên. Tương tự như vậy, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói là có bốn nơi, là bốn thánh tích mà nếu như chúng sanh khi mà đến nơi đó có cái lòng thương tưởng. Ví dụ như đây là nơi Đức Phật đản sanh, đây là nơi Bồ Tát đản sanh, đây là nơi Bồ Tát thành đạo đó, đây là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đây là nơi Đức Phật niết bàn. Mà nếu như vị đó có lòng nghĩ tưởng đến thì nó cũng sẽ là ấn tượng tâm lý. Và nếu như vào thời điểm đó họ mệnh chung thì khả năng rất lớn là họ được sanh thiên. Cho nên sư nói nó hơi vui là mình có cơ hội á, gia đình nào mà có cơ hội á, mình tổ chức một cái chuyến gọi là cái chuyến cầu siêu cho người thân của mình còn sống. Nghĩa là sao?
nhắm mà ai đó bệnh quá không qua khỏi á, đặt vé qua Ấn Độ, qua bên Nepal, đi thẳng qua bên đó, ở Tứ Động Tâm đó. Lỡ mà người thân mình mà có chết là mình thấy ngon lành. Cho nên cái ấn tượng vào giây phút cận tử rất quan trọng. Mà vị tỷ kheo khi mà vị đó phạm giới, giới hạnh, vị đó không trong sạch, nó ám ảnh vị đó ghê gớm lắm. Vào giây phút cận tử gì không biết đâu, nó là một cái sự ám ảnh. Thì chính bởi vì như thế nó sẽ làm cho cái tâm tử của vị đó đó nha, tâm tử vị đó sẽ là cái cảnh xấu. Mà cái cảnh xấu thì nó sẽ đưa vị đó xuống các khổ cảnh. Ở đây sư dịch ở trong chú giải là cái tâm hữu phần dắt chúng sanh đi vào đọa xứ, là bởi vì mình đừng có tự tin. Nó đừng có tự tin, tức là tôi có làm thiện, tôi cũng có làm ác, thì chắc có lẽ là tới hồi tôi cận tử cái ác sẽ chừa tôi ra, mà cái thiện nó sẽ hướng sinh tôi, chưa chắc. Cái nào nó ấn tượng với tôi nhiều nhất cái đó sẽ xuất hiện. Ví dụ nha, một đời tôi lo thuyết pháp giảng kinh, giới hạnh tôi ngon lành, thì phải nói là giờ tử tôi là nó ngon lành. Nhưng mà lỡ mà tôi có một cái giới nào đó tôi phạm mà tôi giấu á, thì nó sẽ là cái ám ảnh. Mà chính cái ám ảnh đó nó sẽ đưa tôi đi xuống địa ngục. Thành ra là mình đừng có dẫn chơi với cái giới hạnh này. Giới hạnh ngó chứ nó quan trọng lắm á. Và cái thứ hai ảnh hưởng mình có thể xuất hiện vào giờ phút cận tử á, đó chính là cái thú tướng. Thú ở đây không có nghĩa là thú vật, thú ở đây là cái nơi chuẩn bị tới. Ví dụ như mình chuẩn bị đi xuống địa ngục thì mình sẽ thấy cái cảnh địa ngục. Mình chuẩn bị đi lên cõi trời thì mình sẽ thấy cõi trời. Thì đó gọi là thú tướng, tức là báo trước cái cảnh giới mình sẽ tái sanh. Cho nên những cái vị mà tỷ kheo gần chết vẫn luôn, nếu mà vị đó ngon lành á, thì vị đó vẫn luôn mong muốn được gặp chư tăng. Để chi? Để sám hối. Thì khi đó, đó giới hạnh của vị đó được làm sạch. Và nếu như vị đó có mệnh chung thì vị đó cũng mệnh chung với cái gọi là cái tâm hữu phần á, có cảnh tốt, và vị đó có thể đi lên. Còn sở dĩ cái chuyện mà mình giới hạnh mình trong sạch á, mà mình không biết mình trong sạch, mà cũng gọi là cái hạng thấp kém, là bởi vì ở trong kinh nói là vị đó chú ý đến mỹ tướng. Thì như thế này nè, mỹ tướng á, đó là các cái đối tượng giác quan mà làm cho mình ưa thích, thì đó là mỹ tướng. Cái xú phá nimitta, nhiều vị dịch là tịnh tướng. Nhưng mà sư hỏi quý vị nè, đâu phải cái gì mình cũng tịnh. Tại vì tịnh có nghĩa là sạch, mà đâu phải cái gì cũng tịnh. Ví dụ như nó kỳ, mình nhìn một số bộ phận của người nam người nữ, nó đâu có đẹp đâu, nhưng mà nó làm cho cái lòng dục mình tăng trưởng. Ví dụ như mình nhìn vào cặp mắt, nó thiệt như móc cặp mắt, móc con mắt ra, mình thấy con mắt nó gớm muốn chết, nó đâu có đẹp. Nhưng mà mình nhìn cặp mắt mình vẫn muốn chết ở trong đó. Thì nó không có sạch. Thí dụ như cái lưỡi của mình nè, rõ ràng cái lưỡi mình nè, vi trùng không ở trong, nó sạch chỗ nào. Nhưng người ta vẫn mê. Thì nó không có, nó gọi là không có tịnh. Rõ ràng nó không có tịnh, nhưng mà nó mỹ. Nó vẫn là cái xú phá nimitta, tức là nhờ cái tướng đó đó, mình chìm đắm trong các dục, thì nó gọi là cái xú phá nimitta. Sư nói dùng cái từ mỹ cũng chưa chắc. Tại có những cái gì như đồ ăn ngon, có những món đồ ăn ấy, đâu có đẹp đâu, nhưng mà ăn nó ngon. Thì cái này, cho nên là cái từ mà xú phá nimitta này mình dịch qua tiếng Việt á, nó không có thể hiện đủ cái ý của nó. Gọi là đây là những cái tướng nào đó
mà làm cho mình thỏa mãn, mình ưa thích, thì đó là cái xú phá nimitta. Thì đây là cái mồi cho ái nhiễm ha. Ở đây đó là cái đoạn kinh là do chú ý đến tịnh tướng nên tham ái sẽ khuấy động tâm lý. Thì cái khuấy động ở đây á, tức là nó là điều kiện để cho các cái tâm thiện á, nó đi đến sự diệt vong, nó đi đến sự biến hoại, nó đi đến sự biến mất. Mà các pháp bất thiện á, nó đi đến sự tăng trưởng. Cho nên ở đây là cái sự khuấy động là như thế, tức là nó khuấy động cái tâm của mình. Tại sao cái sự kiện này nó quan trọng đến như vậy? Là bởi vì xin quay trở lại bốn hạng người ha. Thì cái hạng người mà ô nhiễm, không biết mình ô nhiễm thì thôi thua rồi. Họ mệnh chung với một cái giới hạnh nó ô nhiễm. Nhưng mà cái người mà họ ô nhiễm, họ biết là mình ô nhiễm, thì họ sẽ có nỗ lực, họ làm sạch giới hạnh của mình. Tức là gì? Mình biết là cái giới của mình nó không sạch, thì mình sẽ tìm cách, mình liên hệ đến các vị tỷ kheo để mình sám hối. Nếu là cư sĩ thì mình sẽ xin giới trở lại. Quý vị phải nói là mình không có sợ chết và mình không có sợ đọa. Chứ còn nếu mà mình sợ chết mà mình sợ đọa thì chắc có lẽ quý vị cũng giống như mấy sư, tức là sám hối mỗi ngày. Tại vì mỗi ngày như vậy mình làm biết bao nhiêu cái chuyện thiện ác. Mà chừng nào mình làm cái chuyện gọi là động trời động đất á, thì mình mới đi sám hối. Còn cái chuyện ba cái chuyện nho nhỏ mình không có sám hối. Xin nói nội cái vụ mà mình ngồi tăng dốc với nhau, biết bao nhiêu cái nghiệp ở trong đó, mình có bao giờ mình để ý đâu. Mình chỉ cần mình mở miệng ra nói đồ cái thứ mà ngu như bò là mình đã gieo cái kiếp làm bò ở trong đời sau kiếp khác. Mình không để ý cái đó. Cho nên mình là cái dạng gọi là mình ô nhiễm, mình không biết mình ô nhiễm. Thành ra là mình cứ để cái thân nó dơ hầy như vậy, mình ngủ từ ngày này qua ngày khác. Cái thân á, nó bẩn, mình còn tắm mỗi ngày. Nhưng cái giới mình nó bẩn á, mình không có lo làm sạch mỗi ngày. Mình để cho nó lên men, nó lên mắm vậy chơi vậy đó. Thành ra đừng nghĩ là bài kinh này á, là dành cho tăng ni chứ còn mình không dính dáng gì. Xin thưa nhé, cái hồi mà mình đi chết đó, ai cũng phải chết như ai. Cái hồi mình đi xuống á, ai cũng đi xuống như ai. Cho nên đừng bao giờ suy nghĩ là bài kinh này là chỉ cho tăng ni. Nhắc cho quý vị nhớ, kiểm tra lại cái giới hạnh của mình. Nếu như mình có cái giới nó ô nhiễm mà mình không ý thức được, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình mệnh chung với cái giới hạnh ô nhiễm. Mà khi mình chết với cái giới hạnh ô nhiễm á, mình đi xuống thì nhiều cũng đi lên nha. Ông Hoàng Mahanama có lần hỏi Đức Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, trên đường con đi từ hoàng cung, con đi đến gặp Thế Tôn thì có những con voi nó chạy điên, những con ngựa nó chạy điên, những con bò nó chạy điên, rồi những cái người nam người nữ họ chạy điên. Thì nếu như họ đụng vào con mà lỡ con chết thì con sợ quá, con không biết con đi về đâu. Đức Thế Tôn an ủi ông Hoàng Mahanama. Ông Hoàng Mahanama đó là ông ngoại của vua Lưu Ly nha. Đó, cho những ai chưa biết, ông là ông ngoại của vua Lưu Ly á. Thì Đức Thế Tôn nói là đừng có sợ Mahanama. Giống như một cái hũ bằng sành đựng dầu, khi mà quăng xuống dưới sông cái hũ sành nó vỡ thì dầu nó sẽ nổi,
nẻm Hanama. Một người khi họ thường xuyên làm thiện, sống thiện, có giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì khi thân hoại mạng chung, họ sẽ đi lên do nhờ những cái giới hạnh đó. Còn nếu như một người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giới hạnh ô nhiễm, niệm Hanama cũng giống như một cái hũ sành đựng đá mà quăng xuống dưới sông. Khi hũ sành vỡ thì đá sẽ chìm xuống dưới. Cũng vậy niệm Hanama, những ai sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khi thân hoại mạng chung thì họ sẽ đi xuống các khổ cảnh. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có quy y là coi như ngon lành, tôi có pháp danh, tôi có cái giấy điệp, giấy chứng điệp là tôi ngon lành. Xin thưa, ở trong Tăng Chi chương 5 pháp, Đức Thế Tôn nói cái người cư sĩ cận sự nam, cận sự nữ có quy y nhé, nhưng mà một là họ không tin lắm nơi Tam Bảo, hai là cái giới hạnh của họ không có trong sạch, ba là họ còn mê xem bói, xem tướng ngày tốt ngày xấu, bốn là họ còn mê ba cái điềm lành, điềm gỡ, mà họ không tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Năm là họ tìm cái nơi nương tựa khác ngoài Tam Bảo và ưu tiên phục vụ họ trước. Thì cái người như thế là cái hàng cư sĩ vứt đi, hàng cư sĩ hạng bét. Mà xin thưa, cái hạng này á là cái hạng mà mệnh chung là đi xuống. Cho nên có lần có một vị hỏi sư, hỏi thiệt tình á, là trong trường hợp một người chỉ quy y Tam Bảo mà không có giới thì có vấn đề gì hay không? Thì sư dẫn cái bài kinh này ra và sư nói là nói thiệt không mất lòng nhau là không được gì hết trơn. Cái chuyện anh không giữ giới là anh đi xuống chắc cú, anh có quy y hay anh không quy y anh vẫn đi xuống. Anh đừng nghĩ cái chuyện anh quy y là cái gì đó nó ngon lành. Anh quy y, anh tin tưởng Đức Thế Tôn mà anh không nghe lời Đức Thế Tôn, anh phạm giới mà anh nói anh quy y là anh quy y cái gì? Nó giống như vậy nè. Tôi mở miệng tôi nói tôi thương cha tôi, mà ổng làm bao nhiêu tôi phá cho bằng sạch. Tôi đi chơi, tôi hút xì ke ma túy, tôi đánh bài đánh bạc, tôi không làm ăn, tôi gọi là ông cha tôi ổng dạy cái gì là tôi phá cái đó. Ổng kêu tôi đi học là tôi nghỉ học, ổng kêu tôi đi làm là tôi đi bù hú bạn bè. Coi như là ổng kêu tôi đừng làm cái gì là tôi làm cái đó, mà ổng kêu tôi làm cái gì là tôi không làm cái đó, mà tôi mở miệng tôi kêu tôi thương cha tôi. Nghe được không? Mình cũng vậy. Nói nó buồn. Mở miệng kêu mình thương Phật, mình tin Phật. Phật kêu mình giữ giới, mình có giữ giới không? Phật kêu mình đừng có phá giới, rồi mình có phá không? Rồi Phật kêu mình ấy, hãy có niềm tin ở Tam Bảo, rồi cái niềm tin mình thuộc vào cái kiểu gì? Phật kêu mình á, là không có nên xem bói, xem tướng, ngày lành, tháng tốt, điềm lành, điềm gỡ. Vậy chứ cuối năm rồi, đầu năm là thế nào cũng có nhiều người họ đi xem thầy lắm. Rồi Phật kêu là mình không có nên đi tìm những cái ngoại đạo để mà mình nương nhờ. Vậy chứ còn đi ngang qua miếu bà, miếu ông, nước lạnh, nước sôi, trên trời dưới đất là mình vẫn chui vô như thường.
thì sư hỏi quý vị, mình như thế mà mình nói là mình thương Phật, mình thờ Phật là mình thương cái kiểu gì? Cho nên ấy, mang tiếng quy y chứ nhiều khi tội nghiệp Phật. Thành ra cái chuyện mình không giữ giới nha. Cái thành thì cái vụ mà mình quy y á, nó không có gỡ gạt gì được đâu nha. Tới hồi mình chết là mình vẫn xa đọa như thường. Nhưng mà nói như vậy thì không lẽ giờ quý vị nói thôi bây giờ sư phải ráng sao mà sư xoa cho con tí, chứ sư đập con lên bờ xuống ruộng rồi. Thì thôi bây giờ an ủi tí như thế này. Mình có quy y á, thì ít nhất đời sau kiếp khác khổ quá mà rơi vào thời kỳ có Phật, mình cũng ráng mình tới mình níu chân Phật. Giống như bà Papachara đó, khổ quá, con chết, chồng chết, cha chết, mẹ chết, anh em chết, nhà cửa cháy rụi, không còn cái gì hết. Buồn quá, lang thang lại lang thang vào trong chùa. Có những người họ khổ quá thì họ lang thang vô chùa, thì âu thì coi như đó là một cái lợi của người từng gieo duyên với Tam Bảo. Thì coi như đó là cái sự an ủi duy nhất mà sư có thể nói cho quý vị. Thành ra xem xét giá trị của bài kinh này không phải chỉ dành cho tăng ni mà bao gồm luôn cả cư sĩ. Hãy suy xét cho cẩn trọng, suy xét cho cẩn thận cái giới hạnh của mình. Đừng bao giờ coi thường cái chuyện mà giới hạnh tôi trong sạch, bởi vì tôi không biết cái đời sống nguy hiểm của cư sĩ tôi sẽ phạm giới vào bất kỳ lúc nào. Và nếu như phạm giới thì hãy mạnh dạn đến chùa thưa lỗi và sám hối. Cái chuyện sám hối đầu tiên là mình nên thú tội, tức là mình có những cái tội lỗi đó, mình nên thành thật khai báo. Thì khi mình thành thật khai báo, mình mới gọi là hiệu quả mà sám hối được. Tức là cái vụ sám hối của mình mới hiệu quả. Còn cái vụ sám hối mà mình cũng còn giấu tội, tức là mình sám hối thì mình mở miệng ra mình sám hối thôi, chứ không ai biết mình phạm cái tội gì, thì xin thưa là nó không có tác dụng ngăn ngừa. Cho nên ở trong luật có nhắc đến một cái hạng người là không giới hạn trong các tội lỗi. Tức là cái kiểu người mà phạm tùm lum hết, phạm không nhớ nổi mình phạm bao nhiêu lỗi. Hình như đang nói mình á, chứ phải nói ai đâu. Không tin ha, ngồi thử kể lại coi mình đã phạm bao nhiêu tội rồi, kể không hết đâu. Cái đó chắc Phật nói mình chứ không nói ai. Thì cái kiểu đó là cái kiểu đi luân hồi mà đi xuống khổ cảnh nha. Thành ra đó, nhắc quý vị ở đây, nếu như là tăng ni thì nó còn có cái kiểu gọi là xả y về đời, chứ còn bây giờ mình cư sĩ, bây giờ mình xả cái gì, mình đâu còn cái gì đâu để mình xả. Cho nên á, mình cần phải ý thức được cái tình trạng ô nhiễm của mình. Hình như sắp tới cũng chuẩn bị tới ngày rằm rồi ha. Nên đến chùa sám hối, làm trong sạch giới, và thường xuyên suy tư về cái giới hạnh của mình, thường xuyên nhắc nhở mình nhớ là mình trong sạch hay không trong sạch, ô nhiễm hay ô nhiễm, mình có ý thức được cái tình trạng của mình hay không, và mình sám hối và làm sạch lại giới, nhớ giùm. Ông sư ổng có thể chết vào bất kỳ lúc nào, thì mình là cư sĩ mình cũng có thể chết vào bất kỳ lúc nào.
hãy chết trong một cái giới hạnh trong sạch, thì như vậy cái tâm tử á, nó sẽ dẫn mình đi đến những cõi lành. Còn mình chết mà trong một cái tâm thức ô nhiễm thì mình sẽ đi về các cõi dữ. Một trong những cái lý do mà người ta ngại mấy ông sư Nguyên Thủy là mấy ông nói tới nói lui một hồi là mấy ông đè cái giới ra mà nói. Mà khi đè giới ra thì mình nhột, nhưng mà xin thưa là thuốc đắng giả tật, sự thật nó mất lòng. Mình không nhìn thẳng vào vấn đề của mình thì làm sao mình biết chữa, mình biết sửa cái lỗi. Và như vậy khi mà mình đi xuống, ai là người chịu trách nhiệm? Tăng ni là người chịu trách nhiệm nhắc nhở Phật tử làm lành lánh dữ. Cái chuyện làm lành á, tăng ni nhắc rất là nhiều, nhưng mà cái chuyện lánh dữ á, nhiều khi ngại nhắc, tại nhắc người ta quê, người ta về đấy. Thì đó là chúng ta kết thúc bài số 5. Nhưng mà quý vị nhớ dùm sư là mình đi học lớp kinh Trung Bộ thì nên đi học luôn lớp Thanh Tịnh Đạo. Bởi vì có nhiều chỗ trong chú giải á, có nói là đã giải thích trong Thanh Tịnh Đạo rồi, cho nên là không có nhắc lại nữa. Thành ra là mình nên học luôn cái lớp Thanh Tịnh Đạo để nó bổ sung cho nhau. Thưa sư, con xin hỏi, nếu một vị đắc các tầng thiền, khi để khởi lòng tham dục trở thành một người bình thường, thì vị ấy đang thất niệm chỉ ngay lúc đó hay đã hoại thiền? Xin thưa là khi đó là đã hoại thiền. Thiền bị hoại ngay thời điểm đó, chứ không phải đơn giản là thất niệm đâu. Như trường hợp của Bồ Tát á, sư nhớ là sư kể rất là nhiều. Khi mà Bồ Tát gặp hoàng hậu mà bị tuột cái y á, thì khi đó cái lòng dục nó khởi lên và Bồ Tát hoại thiền ngay lập tức. Và sau đó Bồ Tát bị thiêu đốt. Và Đức Vua mới hỏi Bồ Tát là không biết là ngày hôm nay có việc gì mà thầy lại có vẻ là không, sắc mặt lại không được tươi tốt như thế. Thì lúc bây giờ Bồ Tát mới kể đầu đuôi cớ sự. Thì vị vua, tức là tiền kiếp của ngài Ananda, mới nói là con tưởng cái chuyện gì, chứ còn chuyện đó thì thôi, bây giờ nếu mà ngài như vậy thì thôi con tặng hoàng hậu cho ngài luôn đó. Và thế là Bồ Tát do cái lòng luyến ái cho nên là Bồ Tát nhận, và bà hoàng hậu là tiền thân của nàng Gia Du Đà La. Câu chuyện rất là dài, nhưng mà cái mà sư muốn nói ở đây là khi mà cái lòng tham dục á, nó xuất hiện thì hoại thiền ngay lập tức, chứ không phải chỉ là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là vào thời điểm đó mình không có an trú ở trong thiền, nhưng mà sau đó đó là mình có thể mình nhập thiền bất kỳ lúc nào. Nhưng mà hoại thiền nó lại là vấn đề khác. Cái thứ hai, một vị hoại thiền khi thực tập trở lại có nhanh chóng và dễ dàng đắc các tầng thiền hơn người bình thường không? Nó giống như là một người biết bơi, nhưng mà bây giờ mình cột một cái tảng đá vào trên cái chân của người đó, thì người đó khi mà rơi xuống nước, cho dù họ có vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, họ vẫn phải chìm. Cái vấn đề là chỉ cần mà mình cắt được cái tảng đá đó ra thì người đó sẽ bơi lại bình thường. Cũng vậy, đối với một vị đã hoại thiền, như trong trường hợp này là hoại thiền do dục, thì chỉ cần vị đó buông bỏ được dục thì vị đó sẽ mau chóng chứng đắc các cái tầng thiền trở lại. Còn có mau hơn hay không thì cái này còn
tùy xem là cái nguyên nhân hoại thiền của vị đó, đó nó có dễ dàng để giải quyết hay là không. Tại vì có một số vị vị đó muốn quay trở lại thiền thì vị đó có thể là mất nhiều ngày hoặc là nhiều tháng. Nhưng mà có những vị vị đó chưa thực hành thiền bao giờ, nhưng mà các căn của vị đó bén nhạy á, cho nên là vị đó có thể chứng đắc thiền rất là nhanh chóng. Cho nên cái sự kiện này là mình không có so sánh được ha. Cái thứ ba, như thế nào là khi chết an trú trong tầng thiền đó ạ? Có phải đặt điều kiện là khi chết đang trong trạng thái thiền hay không? Hay khi vị đó đã đắc thiền, chưa bị hoại thiền và chết thì hết tuổi thọ, bệnh tật chết bất đắc kỳ tử thì có được tính là chết trong an trú tầng thiền không? Muốn chết trong khi an trú tầng thiền á, là khi đó mình phải đang nhập thiền. Cái tư thế nó không quan trọng, nhưng cái quan trọng là tâm của mình á, khi đó đang trong cái tầng thiền mà mình đã chứng, và mình duy trì cái trạng thái tâm đó cho đến khi cái tâm tử xuất hiện và tâm tục sinh nối tiếp. Thì đó là mình chết trong khi an trú các tầng thiền. Còn khi mà đã đắc thiền, chưa bị hoại thiền mà chết trong khi mình không có an trú trong tầng thiền á, thì mình vẫn không có tái sanh về cái cảnh giới phạm thiên tương ứng được. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây. Cầu mong cho tất cả đều được sự an vui, được kết quả cõi người, cõi trời cùng cảnh giới niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Sằng Khà Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân Nibbanasa Pacchayo Hotu Imangno Punya Phagang Sabba Sattanang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị ăn. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam.